Mua từ nãy giờ được tầm 20% rồi. Nửa tiếng nữa sẽ online nhá, mình trông trông con cái.
0,6 rồi nhá, 0,6 rồi nhá. Ông nào xả đây, ông nào giả hơi xả đây, trên 1 đô, tôi bảo trên 1 đô mới xả mà. Chuẩn bị lên 1 đô rồi anh em ơi, chuẩn bị lên 1 đô rồi.
ít ra phải trên 1 đô mới đáng xả, dưới 1 đô thì không nên xả. Toán gì vậy? Toán nghiệp thuốc của anh. Con quỷ lùng này. Thứ bảy anh có bận đấy không? Thứ bảy là hôm nào? Thứ bảy hôm nào? Anh chưa biết được sao đấy. Cô mới hẹn với nhà. Cho mình á? Mình đến nhà cô. Cô mới á? Để xem á. Cô bảo là bắt buộc phải bố cả bố cả mẹ đi. Được. Quỳnh ơi, Quỳnh luôn thôi. Nhà ơi, mẹ dạy trên, anh tự trên. Một, hai, ba, bốn, thử ít thử ít thử. Đấy, các anh chờ nhé. Cháu mi nào đi chào nào em xong xong chưa mà ơi Quỳnh luôn ơi Quỳnh luôn lên 0,75 rồi anh em nhá. Giá rất là điên cuồng luôn, bọn nó bơm, máy bơm rồi, máy bơm rồi anh em ơi. Kỳ vọng bao nhiêu? Trên 1 đô anh em ơi. Anh em có thể mua ở trên này và đợi lên Binance xả nếu mà anh em thích. Vâng, anh lên trên để anh thay quần đấy nhá. Ở đây có quần đấy. Quần đùi, quần đùi đấy.
Anh em ơi, cáp hiện tại bây giờ của nó là 191 triệu. Cáp hiện tại bây giờ là 191 triệu nhá. Cho hai này uống kháng sinh đi. Cái bây giờ anh em cứ bình tĩnh,
không đu thêm nhá. Quan trọng bây giờ là anh em phải biết này, anh em đừng có dại mà mua, anh em chơi bằng cái lăn pad, tức là bằng cái tiền airdrop ấy, thì gồng nó dễ nhá, không phải là chơi bằng tiền thịt. Bảo toàn vốn nữa nhá, bảo toàn vốn quan trọng đấy. Cho hai con rắn uống thuốc vào. Đoạn này mấy ông người mới đu rất là dễ đứt này. Anh em nhìn cách bọn nó bơm 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 con này nhá, để dự đoán cho con bơm ngày mai xem như nào. Mầm lại một lấy nhớ chưa mầm. Mình nghĩ là anh em nên xả đi, bọn nó sẽ không bơm luôn đâu.
cách an toàn nhất đấy là xả trước 50%, phần còn lại thì hâu. Cáp hơi to trong lúc tao chen rồi. 5 phút nữa đúng không? Giá này thì thôi vậy, đợi lên Biden xả vậy. Xả từ lúc nãy cơ. Không sao. Đấy, mấy lần xả đi, đằng nào cũng xả kịp rồi. Đấy, mấy lần đi. Một phút nữa anh em, bỏ mấy xe đi. Hút con mẹ mày đi. Nào, ba lần nào anh em. Một phút nữa. Anh ơi, canh được, canh vì múc giá nào, múc dưới bao nhiêu, đợi đã anh ơi. Đợi sau tin Fed rồi bắt nhá, đừng bắt bây giờ nhá. Tất cả phải xem market nha, đừng bắt bây giờ hơi bị rich đấy. Anh em biết tại sao xả xong mà phải đợi Fed không? Tại vì ấy, bọn nó là sẽ gom lại giá thấp và bọn nó sẽ xả nhá. Bọn nó sẽ gom lại giá thấp thôi. Bọn nó phải dựa vào market để bọn nó bơm xả mà. Nên là phải xác định market đã, xong rồi mình mới bơm, mình xả sau nhá anh em nhá. Đừng có dạy FOMO nhá. Anh em làm airdrop FOMO bằng cái tiền airdrop thì nó dễ, mà đừng có FOMO bằng tiền thịt. Tiền thịt thì đéo đùa đâu nhá. Tiền thịt của các ông không đùa đâu. 4 phút nữa, 4 giây nữa. Nào. Rồi, lên đi. X nữa, x nhá. Ấy da. 0.5 này, 0.5 lít này, 0.6 này. 0.5. Ấy da. 0.5, 0.5, 0.5. Nhiều không? Xả 0.5 lắm. Wow, 2.5. 2.5 là all time high. Anh em ơi, 2.5 là all time high. Thôi, xả đi còn gì nữa. Không xả nhanh ra khỏi cái nịt. Ông nào có xả được giá 0.5 không? Wow. Bên MXC nó còn là 0.56 này. Ông nào đem sang MXC xả nhanh. Ui dồi, xả rồi, xong rồi. Đứt rồi, mình đoán chỉ tầm khoảng 0.5 là cap của nó là 140 triệu đô. Hơi to. Thôi, cứ xả về tầm khoảng 0.2 hay 0.1 thì mình sẽ xem xét. 0.2 còn x10. Đợi từ từ hả? 0.1 hoặc là 0.2 cũng được, hay là đây 0.3 đi. Về 0.3 chắc mình lên ít. 0.51 này. Gom 10.000 đô này, 0.5 này. Ai nhanh trí xả bên MXC xong rồi là gom với Biden. Ai nhanh trí mẹ có tiền ở bên MXC thì mẹ xả bên MXC xong rồi là về Biden mua lại. Ai nhanh trí không? Đã lên lại rồi này, bay này là bay lại này. Vừa nãy là không kịp rồi. Không sao, lên tiếp là. Cáp bây giờ là 140 triệu đô, 0.5. Bao xả. Để mình xem có nhiều ông xả chưa. Chắc là mình sẽ vào. Mình sẽ canh mình vào dần. 500 đến 1.000 đô một lệnh. Canh vào dần.
Nó chưa bơm luôn rồi đâu. Market nó vẫn chưa đẹp lắm. Market muốn đẹp muốn bơm ấy, nó phải đợi là sau sau khi tin Fed ra. Mình đang có một cái suy nghĩ nhá, là tin Fed ra xong xong rồi bắt đầu nó mới xả. À, nó mới bắt đầu nó gom hàng, nó xả sập đi xong rồi nó mới gom hàng. Đấy là mình đang dự đoán thế. Tức là nó phải dự vào sau tin Fed tối nay đêm nay. Tại vì bọn này nó làm gì, bọn nó phải xem thị trường, bọn nó không xả không bơm xả luôn được đâu. Ông nào mà xả được ở bên MXC là 0,75 thì ngon. Ấn lệnh limit được, market thì xả lệnh của thị trường. Lệnh market là lệnh xả của thị trường. Có một vài ông đặt lệnh 2 đô chắc là khớp đấy. Ông nào đặt lệnh 2 đô chắc là khớp đấy. Nếu mẹ giây đầu tiên nó bơm lên 2,5 thì vãi đái. Đấy, xả rồi kìa. Đây là lý do tại sao bảo không nên không không nên bảo anh em người mới bắt tay nhá. Mẹ đứt tay có ngày. Nếu mà về 0,3 có thể mình sẽ xem xét 0,3. Xem xét thôi. Có gì sập thì càng tốt. Thực ra thì anh em mà là chơi airdrop ấy thì anh em xả giá nào là được, nhưng mà là mình nghĩ là anh em nên nên hold thời gian để đợi xả. Nán này bọn nó chưa xả nhờ bao nhiêu nhỉ, x bao nhiêu lần rồi? Mình xem này. Không phẩy bốn tám đi ngang giá này à? Xả đi em, xả đi em ơi, xả đi em ơi. Bài biết đâu. Em chuyển lên Bybit xả đi. Xả nhanh. Chuyển lên Bybit xả. Ảo nhỉ. Bọn nó có cho deposit không? Bọn nó có cho deposit không? Cây ơi, cây ơi, mày xem cho anh xem bọn nó có cho deposit không? Chung mà nó rơi thế này thôi, đừng 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 có xả. Để anh xem con bên bên này nó có cho hay không. Bybit nó có cho nạp không? Mẹ 0,8 rồi thế này, ngon nhỉ? Mua Binance xả bên đấy à? Bài biết là đấy à? Bài lần là nó không được rút đúng không? Đây anh đang làm, anh đang làm ấy, anh đang làm ấy. Anh đang thử chuyển đây từ từ.
Được đấy, được đấy, mua mua bên gì đấy. Ngon nhỉ. Xả đéo xả kinh nhé. Bên bài biết là lên 1 đô ấy, 1,2 đô, ngon nhỉ. Cho nạp được. Bíp 20. Mua một ít bên Biden rồi mang lên lên kia xả đi. Mua một ít bên Biden lên kia xả đi, là bên bên là mua ở bên bằng cách ấy. Đây mình sẽ mua thử một ít đi. Bán thì đang đợi lâu thế. Không phải 62 xả rồi, xả rồi, bọn nó xả rồi, bắt đầu bọn nó xả rồi. Nó sẽ có điểm sideway anh em ạ, nó sẽ có điểm sideway. Ok. Mình đã thành công xả, mình đã mua 2.000 đô ID và mình đã xả giá là 0,75 ở bên Bybit. Tuyệt con mẹ nó vơi. Được anh em ạ, được 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 được, ngon luôn, ngon luôn, ngon luôn. Được tí đủ tiền cà phê mua có 2.000 đô. Mua ID mà anh mua trên Binance rồi anh deep 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 sang rút được. Hết rồi. Bên Bybit ngáo giá à? Vãi vãi, ui rồi vãi. Mẹ bay biết ngáo à? Bay biết nhảy từng từng cứ sáu mấy với 70. Bay biết nó ngáo giá mẹ rồi. Bitcoin sideways mà ăn coi tụt phết nha anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. mua bên bằng cách ấy. Bãi lần này là có ý định nó dìm rồi.
Binance nó là ngừng, nó ngừng rút rồi. Vì thế là các bên khác mọi nó vẫn bơm xả thoải mái. Binance thì không được vậy. Mình đang kỳ vọng con này lên được 0,08. Anh em ạ, mình đang kỳ vọng con này lên được 0,8. Cái nến 5 phút tiếp theo là nó đang xanh này. Khả năng lên được 5,8 ấy anh em ạ. 0,08. Đợi đi anh em ơi, đợi đi. Mới đầu này nó sẽ bơm căng phết đấy. Xong rồi nó mới cơ. Bit nó đang lên nữa. Lên nào. Ôi giời. Biden nó giữ 0,5 luôn nhỉ? Đúng rồi, Biden giữ 0,5 luôn. Các bên khác nó phải theo. FOMO cũng chả được gì. Giá Biden nó mới là giá chính. Nó khóa nạp rút rồi, làm sao mà là nó làm giá được. Bây giờ các ông chỉ có xả hết thôi. Có nghĩa là như này nhá. Anh em biết là chơi bài như này không? Giá bên Biden thấp mà các bên khác nó cao. Khả năng là do bọn nó là nó lại phím trước với nhau rồi và nó bơm lên để cho anh em xả. Khi anh em thấy giá Binance thấp mà các bên sàn khác nó to thì anh em sẽ ưu tiên là xả ở các bên sàn trước đi, đúng không? Mà khi xả ở bên sàn trước hoặc là anh em sẽ xả luôn ở giá này và ra bên và là đổi sang đô và ra bên sàn khác để anh em mua. Đấy, xong rồi chuyển ra bên sàn khác để bơm. Đấy là lý do tại sao các bên sàn khác giá nó lại cao. Nhá. Chiến thuật này của nó là nó đã cùng sử dụng rồi và bọn nó là để bọn nó là để bắt anh em phải xả, không xả thì cho tụt. Đấy, khả năng là bọn nó sẽ dựa vào những cái tin phép đấy để bọn nó dìm thật sâu, xong rồi ngày mai bọn nó bắt đầu 1-2 ngày nữa bọn nó bắt đầu cho đi ngang và cho lên. Tại vì bây giờ ấy là nó đã tăng cho anh em là 2000% rồi, cao quá và to quá rồi. Thế nên là nó sẽ đợi anh em xả hết đi rồi nó mới đầu bơm. Mà là cái tin của Fed của tối nay này, khả năng là sẽ là một cái thời điểm đẹp để mà nó là còn là xả. Tin phép tối nay làm điểm đẹp để xả đấy. Khả năng là một thời gian nữa thì bọn nó mới mở cho anh em ấy.
Thằng Red. Xả chưa anh em ơi? Anh em phải xả thì nó mới bay được. Anh em xả xong thì nó mới bay. Thôi đấy, anh em xả xong thì nó mới bay. Giờ chưa bay ở đâu. Saito ơi, mày biết là những thằng tham lam thì nó sẽ bị như nào không hả Saito? Những thằng tham lam thì bao giờ nó chỉ có cái nịt thôi. Tham thì thấm, đúng rồi. Không phải thôi, cứ để đấy, tùy em. Bao nhiêu thằng như thế rồi, có lãi thì chốt. Kể cả ARB mẹ mà đeo đến target của anh mà thấy thị trường xấu anh cũng xả. Mà anh xả trước rồi. Tham thì thâm. Đang có lãi nhiều không muốn lại thích lãi ít. Đơn giản thế thôi. Hàng airdrop thì không nên cao xa là vì gì. Xả sắp mặt đi rồi bắt tiếp thì ngon. Mày nhìn nó x đã là mẹ 1800 lần rồi. Nó đang đi ngang giá này. Tuy thích ôm thì ôm. Anh thì anh không ôm. Con mèo đi học. Con mèo đi học. Bố mày phải xả mạnh vào cho nó bay được. Anh đã bảo rồi, mày kiếm được tiền từ Aerob nhưng mà mày không có kiến thức, mày tham thì mày sẽ phải trả giá bằng toàn bộ số tiền mà mày kiếm được. Chơi cái này đừng có tham em ạ. Mày chơi Aerob, mày đã ăn được tiền rồi, mày đã vui vãi trưởng rồi, mày còn muốn cao hơn nữa, nhiều hơn nữa thì thể nào nó cũng sẽ đập mày chết mà thôi. Hiểu không? Bay tiếp kệ. Có lãi được rồi. Nếu mà là sợ mà nếu mà là mày sợ mà là nó bay mà thằng bay lên ấy, mày giữ một nửa. Xả cho một nửa đi. Để sau nó tụt thì đỡ tiếc em ạ. Mai biết có không phải 16 rồi. Đấy, thấy nào em? Thấy vui không? Xả xong nó tụt thì rất là vui. Nhưng mà xả xong mà thấy nó lên thì mày buồn lắm. Đúng không? Bây giờ mày xả rồi đúng không? Giá nó tụt rồi đúng không? Mày vui chưa? Vui không? Thế bây giờ anh thế thì anh hỏi mày bây giờ mày thì mày thích tham không? Mày thích tham không? Tham thì kết cục như thế nào? Đấy. Đừng có tham nhá. Tham là còn cái nịt em ạ. Bây giờ vẫn là đang downtrend. Mày kiếm được tiền thì mày phải tích hết sang đô cho anh. Đợi thời gian để bắt dip. Đừng có mẹ kiếm được tiền xong mẹ hùng. Hâu con này hâu con kia hùng. Mẹ chia 5 chia 10 luôn. Thế nhá.
Đến giờ xả là xả thôi, không lăng nhăng, không lăng căng. Nói chung là nó ích lên tầm 0,5 là mẹ cũng ở trong dự tính rồi. Mong mong 1 đô thì mẹ nó lên ôn tham 2 của nó lên 2 đô mấy. Bên Bybit thì đúng hơn 1 đô rồi. Hay mấy không biết được. Để... Vẫn đang theo dõi những cái chỉ số này. Ok. Tôi nghĩ con ID thì cáp phải khoảng bao nhiêu thì múc được ạ? 80 triệu em ơi. Vẫn dưới 100 mở nhiều hút nhỉ. Nhưng mà cái tokenomics của nó em đọc ấy thì mấy cái bọn của investor, bọn của quỹ ấy, thì là nó lắp 1 năm sau đấy thì nó mới mở khóa. Thế còn có một vài cái nó mở khóa hình như là nó không lắp 1 năm thì nó sẽ vesting theo tháng đúng không nhỉ? Vesting theo quỹ nhỉ? Nhưng mà cái này ấy, nó sẽ không bơm luôn cho em đâu. Nó dự án mà có airdrop em ạ thì nó sẽ phải xả trước xong rồi nó mới bơm. Mà xả trước thì phải đợi những cái thông tin, ví dụ như là những cái Fed này, tin Fed là một cái tin để nó dìm giá tốt. Đợi đi em ạ, đợi sau Fed đi. Ít ra mà phải đợi đến ngày mai để sao để cho nó cái biến động 24 giờ nó giảm từ 1.800 về còn 0%. Dĩ nhiên là mày bắt ở đây, mày bắt ở 0,45 thì mày vẫn có thể là nó sẽ ăn được ở cái lên được 0,5. 0,45 hoặc 0,47 mấy phần trăm được tiền cà phê rồi. Ừ đấy, mày bắt được phần đấy thì ok, tùy. Thế thì con này nếu mà cap về khoảng độ 120 triệu trở xuống thì em sẽ giải vốn gom như hút rồi biết tiếp nó ở đâu. Tránh trường hợp thị trường nó mà... Con này thì anh nghĩ là nó sẽ không về cap 50 triệu đâu. Mà nó sẽ rơi vào tầm khoảng cấp 80 triệu đến 100 triệu. 80-100, thì 120 đóng gom bằng rồi. Bắt đầu gom dần. Tức là tầm khoảng là giá tầm khoảng là 0,2 đúng không? 0,2 đến 0,25 gì đấy. Gom từ 0,2 gom xuống. 0,2 thì không biết có hơi sâu không, thì em nghĩ là chắc khoảng độ 0,25. Cứ gom dần đi, đừng tham mà được. Gần chưa 2 về giá này. Nó vẫn đang được xả mạnh lắm. Bọn nó airdrop tầm khoảng 40 mấy triệu mà. 40 mấy triệu ID cơ mà. 46 triệu, 48 triệu ID sao, 46 triệu ID ạ. Thì anh nghĩ là bọn nó phải xả xong rồi nó mới bay. 47 triệu đấy. Đang chuẩn bị có 2 dip này. Đáy 1 này. Đáy 2 này, canh đi. Ăn hồi cũng được. Ăn hồi theo khung phút nhá. Không ăn dài nhá, ăn hồi theo khung phút thôi. Nếu mà anh em thích đánh. Con này nó đã mở margin chưa nhỉ? Chưa mở margin đúng không? Con này hình như chưa mở margin. Đợi một vài hôm nữa nó mở margin rồi mới bay được. Anh em để ý cho mình là xem thông tin nó mở margin nhá. Mình nghĩ là lead con ID này xong rồi trong vòng 24 giờ nó mở margin đấy. Đấy bắt đầu hồi rồi này. Ngon này. Tạo hai đáy phát hồi này. Mẹ có ông nào xả? Em vừa bắt phát anh bảo. Và 1.000 lãi được 10 hơn 10 đô. Ngon. Ảo thế nhỉ. Đánh nhau không phút này. Đánh không phút mà chạm bôn phát bật lên mà. Nếu mà nó phá được qua 4771 thì tốt. Mà tôi nghĩ là chặn lên vùng này xong rồi nó sẽ lại dập tiếp đi ngang tiếp. Target thì vẫn lên được 0.48 rồi 0.485 gì đó. Đang lên rồi đấy. Đánh nhau không phút thì nó chỉ thế thôi. Em té luôn thì lấy 20 đô. Chẳng làm gì, có 20 đô vào có 1 phút đồng hồ. Nhanh, ngon. Ảo thật đấy. 500 nghìn thì ai kiếm được. Gần 500 nghìn. Chỉ cần thế nó là vui rồi. Thôi vào phát được 20 đô luôn đấy. Easy thật. Té luôn, đơ đau đầu. Chắc
chắc chắn là nó sẽ làm cho tất cả anh em đều phải bán non hết. Chỉ có những ông nào mẹ là holder diamond hand thật sự thì mới kiếm mới ăn được. Té cái tụt luôn sếp ạ. Chỉ bị về hỗ trợ làm vòng 2. Chưa được, nó đang nghĩ là đang đi sideways đấy, nó đang đi sideways rồi lên tiếp. Sideways lên tiếp, ít ra phải chạm vào cái bôn này. Học rồi mà, tụt 10 thì phải giảm thì phải hồi 5 chứ. Ít ra phải hồi về vùng bôn này. Đợi xem nào. Nhìn bọn nó bơm, bọn nó vẽ chác ấy thì anh em sẽ ngộ ra được nhiều thứ. Anh em học vẽ học viết thì phải xem bọn nó vẽ. Xem bọn nó vẽ chác ấy rồi mình sẽ vỡ ra được rất là nhiều thứ đấy. Mẹ biến động mạnh như này vẽ em mới thích chứ. Kiểu này là lên rồi. Nằm ngồi ngủ gần luôn. Nào chạm bốn cái sập đi nào. Để ta đêm nay ta còn lấy sức để ta còn lít nào. Rồi lên giật xuống cái này. Tối nay hẹn anh em lúc tầm khoảng 12 giờ nhá. 12 giờ đêm hẹn anh em nhá. Online clip nhá. Arbitrum mẹ lít phát nó có phu tu luôn kìa, phải đái.